Ở tại danh vườn chùa Bồ Đà hôm nay là chúng ta tiếp tục lần này là lần học chót. Bữa hôm nọ thì tôi có nêu ra là lần này thì là để cho đại chúng muốn hỏi cái gì thì hỏi. Nhưng mà theo tôi kinh nghiệm rồi, bữa hôm tôi ở chùa Kim Liên tôi cho câu hỏi đó, không có gì hay, hỏi không có chất lượng. Thậm chí hỏi những cái câu hỏi mà theo tôi phân tích đó, theo phân tích theo cái câu hỏi đó thì là trong đó nó có ẩn sự bất bình bất mãn đối với giáo lý đại thừa liễu nghĩa. Thành ra câu hỏi đó ở trong đó nó có ẩn một cái tinh thần chống đối cái tư tưởng đại thừa liễu nghĩa, mà cái động cơ phát xuất là cái người đó rất tầm thường, thuộc về cái loại hạng bét ở trong đạo Phật, thậm chí dưới hạng bét nữa, nếu không phải là ngu si, là dốt nát, là không tiếp thu nổi tư tưởng đại thừa, thì nó thuộc về cái câu hỏi mà dưới hạng bét. Mà nếu đem ra mà phân tách ra thì phí thì giờ quá. Cho nên là bây giờ thì đây là có vài ba câu hỏi gì đây để đọc thử tôi nghe coi cỡ hạng bét hay dưới hạng bét, hay là cỡ trung bình hay là trên hay là hạng nhất ha, thì đọc thử coi. Chứ thật sự câu hỏi không có dễ gì có câu hỏi đạt yêu cầu để mà cần giải thích, có khi nó thấp quá, mà thấp quá là phải đăng ký vô học trung học 4 năm, mà câu hỏi chưa xong thì phải học lên cao đẳng 4 năm, mà câu hỏi chưa xong thì phải học thêm 4 năm nữa, mà chưa xong thì phải học thêm 4 năm nữa, cứ như thế mà học. Chứ còn tôi nói thật, nói cái này là nghe có vẻ là cao kỳ ngạo mạn, thậm chí là người ta nói mình gì đó ha, với tôi thì không có câu hỏi để mình mà phản đối mà chống cự nổi rồi, không có. Bất cứ từ cái luồng gió nào, ngoại đạo tà giáo, nội đạo ngoại đạo, liễu nghĩa bất liễu nghĩa, đại thừa tiểu thừa, không có câu hỏi nào mà xen vô phá nổi giáo lý của tôi. Bởi vì giáo lý của tôi là tôi nắm cái tinh hoa của đạo Phật, thật sự của đạo Phật. Vì vậy cho nên nó trở thành vô địch mà không có phá hoại nổi. Vì vậy cho nên là cái nghe thật sự không hiểu mà hỏi thì điều đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu cái không hiểu mà nó thấp quá thì đem ra mà giải thì nó phí cho những cái người mà ta có trình độ bậc trung và bậc thượng, nó phí đi. Ví dụ như trong 10 người mà ta có được 6 người trình độ bậc trung và bậc thượng, mà đem mà giải đáp cái câu hỏi của người bậc hạ hạ, thế là nó phí cái 6/10 kia của mình. Cho nên là cái hỏi không có lợi. Bây giờ ra thử đọc câu này coi gì đây ha. Cái gì nào để đọc dùm con? Có để tên không? Nên để tên nè. Đọc từng câu đọc nghe thử cái mà. Coi có tên ai cái đó. Tìm ra tên. Tìm ra tên là mới đọc. Tìm ra tên ai? Hỏi đây là ai hỏi? Ai hỏi đứng lên. Con Hậu Đức phải không? Học trường nào? Mới học sơ cấp hỏi sao tôi nghi quá. Nhưng mà cũng đọc thử. Đọc đây nè, cô đọc đây nè.
Hay như đạo Phật, bằng hòa thượng, câu số 1, đạo Phật có phải là cổ sa môn không? Nếu có, vậy ai là người khai sáng ra phong thái này? Cái gì? Đọc lại. Đạo Phật có phải cổ sa môn không? Nếu có, vậy ai là người khai sáng ra phong thái này? Còn không thì tại sao những vị sư ở chùa làm những điều mà hạnh, hễ có ai nói đến thì bảo tôi tu theo phái cổ sa môn là sao? Nội câu hỏi là đã trật rồi mà còn gì nữa nói. Câu hỏi hai, mỗi khi ăn môn xong chúng ta phải tụng chú chuẩn đề có dụng ý gì? Rồi câu thứ ba. Câu số 3, trong luật dạy giới thứ 8 là không ăn thiên thời. Trong giới này có đoạn nói lúc ăn phải nhớ nghĩ rồi ngạo nghĩ thiên nga cô bác gì trong bộ nội lửa đốt cháy. Nếu nói cô bác thì ngày ba bữa đều cua chứ đâu đợi đến chiều mới cua. Vậy tại sao Phật chỉ đề cập đến buổi chiều thôi? Như vậy chắc có một cõi nào nghĩ vô hình nào xuất hiện vào buổi chiều chứ? Thôi nó non vậy đó, nó non ngồi cái mà câu hỏi có cái giống hỏi mà cổ sa môn không, thấy không? Non quá non hả bà, ngay cái non câu hỏi là đã đặt là không được rồi. Người ta nói giải thích thì nó thấp quá rồi, biết rằng nó thấp quá rồi. Đây là ở đâu bên ngoài đây, người ta còn gọi là sơn môn mà. Ở đây gọi là cổ sa môn thì không được. Tôi nghe tôi còn nổ lỗ tai, tôi tính xỉu luôn, bởi vì tôi sẽ không biết đường trả lời. Nhưng mà cũng may là Phật tử ngoài người ta biết là nó cổ sơn môn chứ không phải là cổ sa môn, thấy không? Tôi tính xỉu luôn á, lấy gì trả lời? Hỏi mà sai như vậy thì là sao? Có sách vở kinh điển nào đâu mà trả lời? Rồi còn như cái câu thứ hai đó, câu về tụng chú thì cũng có gì vậy đó. Cái chuyện đó là hồi học sơ cấp rồi là bắt đầu là phải hiểu thôi, sẽ hiểu thôi. Còn câu thứ ba đó là có lẽ là chưa có học được sa di ha? Trong luật sa di á, người ta nói trúng tập cỡ nào tôi chưa cần phê. Nhưng mà trong luật sa di mà đã học rồi thì đó là chưa thiên tạo thực. Vậy đó, thật ngọ thực, súc sanh hậu ngọ thực, ngạ quỷ dạ thực ha. Đấy, đó là trong luật người ta nói vậy. Vì vậy cho nên là cái buổi trưa khu không có sao. Đơn giản vậy, buổi trưa khu không có sao là vì không phải cái buổi của ngạ quỷ. Ngạ quỷ đã ăn đêm, vì vậy cho nên là thuộc về buổi chiều của âm rồi, của ngạ quỷ mình đừng làm cho nó thèm. Để là vậy. Thế thì cái đó học câu một là mình thuộc cái gì? Chư thiên tạo thực, Phật ngọ thực, súc sanh hậu ngọ thực, ngạ quỷ dạ thực. Súc sanh chư thiên thì ăn buổi sáng, Phật thì ăn giờ ngọ. Súc sanh thì ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ thì ăn đêm. Nhưng mà cái câu đó tôi nói là tôi nói theo sách của cái ngài Sa Môn Châu Hoằng Tập. Còn cái chuyện mình đồng ý tới cỡ nào tôi chưa nói, vì cái đó là tùy theo cái trình độ của hành của các thầy sa di mà người ta nói như thế. Chứ nếu như có người ta hỏi rằng chư thiên ăn sáng ăn bữa phải không, cũng được đi, trưa chiều không ăn có gì không? Rồi Phật sẽ ăn một bữa đúng. Còn súc sanh thì là nó ăn sau giờ ngọ chứ buổi sáng nó không ăn phải không? Đúng không? Đâu có trúng. Heo tảng sáng phải cho ăn chứ, gà cũng tảng sáng phải cho ăn chứ, trâu bò thì tảng sáng ăn từ sáng tới chiều, nếu mà không có đi cày đi cuốc thì là tảng sáng phải thả bò cho trâu ăn, trâu bò thì ăn hết. Thậm chí những con thú nó bắt con thú nhau nó cũng ăn buổi mười
có thì anh muốn mời mà chiều có thì anh muốn chiều. Cho nên những câu đó nó thuộc về liễu nghĩa hay chưa, hay là bất liễu nghĩa, tôi chưa phân biệt, tôi chỉ nói đó thôi. Còn ngạ quỷ thì ăn đêm, điều đó trúng hay là chưa trúng cũng chưa nói. Nhưng mà cái câu đó là mình hiểu trong luật, mình hiểu rồi. Nói vậy đó, các cái giờ khác cô chén không sao, chỉ vì là cái ngạ quỷ là tới cái bữa ăn của nó đã để là vậy. Cho nên là hỏi khó hỏi lắm mà nha. Có khi tôi định mở một lớp về làm tư vấn Phật học nè, tôi định mở rồi nè, tôi báo cáo với chính quyền rồi nè, mà giờ tôi suy nghĩ tôi không dám làm. Tôi tính là để sau cái buổi sám hối á, tôi cho Phật tử muốn hỏi gì hỏi trong khoảng tiếng hồ, để mà bữa nay giải đáp vài câu, mai giải đáp vài câu, tính làm rồi, đề xuất rồi, chính quyền thì đã ủng hộ rồi, mà giờ không dám làm, chưa dám làm, chưa quyết định làm, quyết định rồi bây giờ muốn thu hồi cái quyết định đó. Là tại vì sao vậy? Là tại vì có nhiều người hỏi chắc chắn là quá tầm thường, mà cái trình độ của họ tầm thường đó mà họ đưa ra hỏi mà đáp ứng theo cái tầm thường của họ là hư tôi. Nói mà cho họ nghe mà họ vừa lòng là hư tôi, mà nói mà họ không vừa lòng, họ không nghe, thì cái công việc làm của tôi vô ích. Mà thậm chí họ còn nói tôi là cái thứ gì đó, chứ không phải ông thầy tu. Tại sao hồi đó giờ họ tin như vậy mà giờ tôi lại không tin như vậy, ví dụ vậy ha. Thế là chỉ còn thêm mất bổn đạo, không tăng bổn đạo mà còn có thể mất bổn đạo, vì người ta tầm thường nhiều quá. Cho nên cái việc làm đó tôi không muốn, là chưa quyết định. Thật sự là tầm thường nhiều lắm. Mình nói như vậy không phải mình khinh người ta, người ta khôn hơn, người ta thông minh, người ta trí huệ nhiều lãnh vực khác, mà về cái lãnh vực Phật học thì người ta tầm thường. Nhưng mà về thương mại, về kinh tế, về xã hội, về chính trị, về các cái khác thì ta hơn mình gấp vạn lần. Nhưng mà về Phật học người ta có thể tầm thường được. Kể cả những nhà gọi là trí thức mà đối với Phật học cũng có thể là tầm thường được. Vì vậy cho nên là người trí thức á, mà bảo người ta hỏi những câu tầm thường thì ta không hỏi, ta không nghe, ta không học. Còn những người mà hiểu biết tầm thường á, mình ta đưa câu hỏi tầm thường quá thì khó giải đáp lắm. Cho nên là cái ý định đó gần như là tôi muốn bỏ luôn. Những lần mà tôi cho nêu câu hỏi mà thật ra thì cái câu hỏi mà để mà xứng đáng với cái giải đáp, để có cái lợi ích chung cho nhiều người đó, ít quá, khó kiếm câu hỏi đó. Câu hỏi những câu hỏi tầm thường quá thì nó lỗ lã cho cái số đông của những người ta biết hơn, những người ta học lâu. Cho nên việc này coi vậy mà khó, thành ra bữa nay không có hỏi nữa. Bây giờ tôi muốn nói cho mấy cô một cái phương pháp coi như đúc kết lại. Cái mùa hạ gần đúc kết rồi, gần kết thúc rồi. Bây giờ tôi đề xuất cho toàn chúng một cái ý tứ mà nếu các vị ứng dụng được thì nó sẽ có lợi. Trời nóng kiểu đó là dặn không ngon lành. Bữa hôm tôi đi trên Bình Phước á, tôi bắt đầu tôi giảng thì bên cái phòng đó họ nói chuyện, cái tiếng nó ròn 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 vô lỗ tai, nó làm tôi không còn nói nữa. Bữa nay mà nếu làm vậy là giảng cũng không được. Nhưng mà cái đó là của mình hay của anh Tài vậy? Trời, tôi chịu thua rồi. Cái đó là cái không hên, phải không? Do vậy cho nên là cái chùa của mình cũng vậy, nên mình giảng mình đừng bắt cái loa mà nó lớn ra nhà người ta. Đó. Hoàn cảnh người ta phải làm, mà nó động cái công việc của mình không thích, mình nói không được nhưng mà mình không thích. Còn ở chùa mình mà mình bắt cái loa mà nó vang ra cả xóm á, thì người ta trên nguyên tắc là người ta cũng khó nói,
nhưng mà ta cũng không thích giống như vậy. Thành ra tôi nghe những cái chùa mà tụng kinh mà bắt cái loa mà thật lớn ở ngoài đường là tôi cho rằng mình không hiểu gì nhân tình thế thái. Tụng kinh thì là bắt cái loa nổi thầy trò trong chùa nghe mà thôi. Cái đó sách nhỏ thì gọi là kỹ sở bất dục, vật thi ưu nhân. Cái mà người ta làm cho mình như vậy mà mình khó chịu hoặc mình không thích, thì những cái mà khó chịu không thích như vậy mà mình đem mình làm cho người ta thì người ta cũng không thích như vậy. Cho nên là phải suy bụng ta mà để lương cái bụng người. Cái câu suy bụng ta ra bụng người nó có cái dở mà trong đó nó cũng có cái hay. Thế thì là bây giờ tôi nói như thế này, tôi xin khuyên tất cả các vị, mình học là mình tập ứng dụng, ứng dụng giáo lý, ứng dụng kinh điển ở trong cuộc sống của mình. Bởi vì các vị đi cái hạ an cư học 3 tháng, thực ra thì nên đi học, nên đi học khoảng 3 khóa, trung bình là 3 khóa. 3 khóa, mỗi khóa 4 năm thì tốt. Còn như đi học mà 3 tháng này đó thì mình chưa có điều kiện mình học lâu dài thì đi học 3 tháng. Chứ thật sự đạo Phật mà đi học 3 tháng như vậy đó thì chưa có được cái hiểu biết căn bản cần thiết ở trong đạo Phật nữa. Tuy nhiên là với những cái người mà nó có cái chủng tánh tốt, nó ngang bằng với chủng tánh của Thanh Văn A La Hớn, thì đi tu học trong 3 tháng rất có kết quả. Hoặc là trên cái chủng tánh của Tiểu Thừa A La Hớn mà chủng tánh của Trung Thừa, tức là của Bích Chi Phật, tức là của Đại Thừa Bồ Tát á, thì học 3 tháng có kết quả rất là tốt. Là bằng cớ tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nói rằng là học 3 tháng không được bao nhiêu, là đối với cái chủng tánh phàm phu thì thiệt tình không được bao nhiêu. Nhưng mà muốn được lớn là phải có cái chủng tánh là vậy. Chủng tánh Tiểu Thừa là chủng tánh của A La Hán, chủng tánh Trung Thừa là chủng tánh của Bích Chi Phật, chủng tánh Đại Thừa là chủng tánh của Bồ Tát. Thì học 3 tháng vẫn có những cái kết quả rất là lớn. Do vậy cho nên là tôi bữa nay mà tôi bữa chó các bạn, tôi đề nghị các vị để ý mà ứng dụng cái giáo lý của đạo Phật trong đời sống của mình. Bởi vì còn mấy bữa nữa là các vị mỗi người về nơi trụ xứ, nơi bổn xứ của mình, nơi quê quán của mình, nơi chùa của mình, không còn ở chung về nữa được, không có cái điều kiện để học mỗi ngày, để được sự nhắc nhở của thầy của bạn nữa, thì các vị nên để ý mà quan tâm về cái sự trên đường tu học của mình. Bây giờ tôi đưa ra một cái pháp đơn giản mà là nòng cốt, tóm gọn cái nòng cốt của đạo Phật, là cái pháp tu. Tôi nói ra kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác là cái trọng tâm của cái bộ kinh Viên Giác, là có dạy cho những người đệ tử Phật tu cái pháp tu có 3 pháp: Samatha, Tamabaddhe và Thiền Na.
Tức là các vị phải để ý mà tu thiền na. Mà muốn tu thiền na là phải tu Tama Bát Đề, phải tu Samatha. Cái đó là cái nòng cốt. Mà muốn tu thiền na đấy, thì cái công việc đầu tiên đó là các vị phải tu Samatha. Mà tu Samatha tức là tu chỉ á. Samatha tức là chỉ. Có lần tôi đã nói rồi, chỉ tức là ngăn chặn. Tập ngăn chặn những cái vọng tưởng, tức là những cái ý tưởng sai quấy của mình. Mình phải thấy, thấy, phải soi rọi và thấy cho được cái những cái phần nào cái ý tưởng mà thuộc về phần sai quấy, và cái ý tưởng nào thuộc về cái phần đúng, phần chánh, phần đúng.